Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền đạo Son Heung-min, mùa giải 2 top S. Son Heung-min, đứa con trai của Nesson, luôn là tâm điểm ở mỗi mùa giải mà anh góp mặt. Và ở phiên bản 2 top S lần này, tiền đạo người Hàn Quốc vẫn tiếp tục có cho mình một mùa giải ấn tượng. Đầu tiên là về mặt tốc độ, Son bứt tốc rất nhanh và anh luôn sẵn sàng cho hậu vệ đối phương ngửi khói mỗi khi đua tốc độ với mình. Đây sẽ là lợi thế lớn cho Son để anh em có thể xếp anh chơi ở cánh hoặc vị trí ST và chờ đợi những đường chọc khe. Về mặt xoay sở, Son có khả năng xoay sở rất tốt trong một không gian hẹp. Bên cạnh là những tình huống đảo hướng nhanh và dẻo, tiền đạo người Hàn xử lý bóng cũng rất gọn, ổn dính chân. Cùng với đó là năm sao kỹ thuật ở mức thẻ cộng 5. Thực sự những pha đi bóng của Son rất khó để đối phương có thể nắm bắt được. Bởi thế mà việc theo kèm anh không phải là chuyện dễ dàng. Đây chắc chắn sẽ là một chân chạy cánh cực kỳ ấn tượng ở thời điểm này mà các anh em hoàn toàn có thể đầu tư vào. Về mặt dứt điểm thì miễn bàn, Son không chỉ dứt điểm tốt mà còn rất ảo ma Canada. Anh hoàn toàn có thể ghi bàn trong những tư thế bất lợi hoặc góc khó. Vì thế, nếu Son có được một góc sút, anh em hoàn toàn có thể tự tin thử vận may với Son bởi tỷ lệ thành công là rất cao. Son sút tốt với mọi kiểu sút, kể cả ở trong hay ngoài vòng cấm. Và ZD vẫn là kiểu dứt điểm lợi hại nhất của tiền đạo người Hàn. Còn về mặt không chiến thì chỉ ở mức tạm, Son cần một không gian đủ thoải mái trước khi bật lên để có một quả đánh đầu chất lượng. Về mặt di chuyển chạy chỗ, khi xếp Son chơi vị trí ST, anh cũng tương đối chọn vị trí tốt. Khi đứng ngang với hậu vệ đối phương, Son sẽ có xu hướng chạy lẻn ra phía sau lưng hàng thủ đội bạn. Nhưng cũng khá nhiều trường hợp, Son chủ động lùi thấp xuống một chút để phối hợp làm bóng cùng đồng đội. Vì thế mà xếp Son mùa 22 top S chơi vị trí ST có lẽ sẽ thích hợp hơn cho các anh em thích lối chơi băng bật. Còn khi xếp chơi ở cánh, anh em sẽ phát huy tối đa khả năng tốc độ cũng như những pha đi bóng khó chịu của Son để khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Đó là chưa kể, Son cũng thường hay chủ động di chuyển chéo vào trung lộ và chỉ cần một đường truyền hợp lý là tiền đạo người Hàn sẽ có cơ hội lớn để lập công. Khả năng chuyền bóng của Son là khá tốt. Đây cũng là một điểm tích cực khác của tiền đạo đang thuộc biên chế câu lạc bộ Tottenham, bởi anh sẽ có khả năng tung ra những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội lập công mỗi khi anh lùi thấp để làm bóng. Bên cạnh đó, những đường tạt bóng của Son cũng rất khó chịu nên luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy. Ngoài ra, những đường căng ngang sệt AA của Son cũng có tính sát thương rất cao.
Về khoảng sức mạnh, Son tranh chấp ở mức trung bình khá, anh vẫn khó đối đầu được với những hậu vệ hộ pháp. Vì vậy mà anh em nên tận dụng khả năng rê dắt để giúp Son tránh đi những tình huống va chạm. Tổng kết lại, Son mùa giải 2 tốt S có tốc độ cực nhanh, rê dắt bóng rất khéo léo, khả năng tranh chấp ở mức trung bình khá, chuyền bóng ổn áp, tập bóng hay căng ngăn sạch rất hay, dứt điểm cực kỳ ảo ma và khả năng không chiến ở mức tạm. Vị trí tốt nhất dành cho Son phiên bản này là ở hai hành lang biên, còn ST sẽ phù hợp cho anh em có lối chơi ban bật. Và đó là bài review của mình về Son Heung-min mùa giải 2 tốt S. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.